sâu mấy ai nó cỏ giá rơm ra nó nhột thuốc hết làm phân hết. Có ai lấy? Đấy. Không mất hột phân béo nào đâu. Đúng. Mà chả mất phân béo đâu. Còn với nhà cái hà tao, cha nó cỏ đấy nó không có nhà gì mà nó cỏ. Quê nó hút lắm. Vui chân tay ngồi không ai nó mấy người có gì không? Vâng. Cái này cô chẳng người lấy. Vâng. Nhà mấy cái bạn tới chút thôi. Vâng. Bà nhà trông cháu à? Không, nhà tao đứng ở nội. À đấy ạ. Tao hai nhà, nhà nội, nhà cái nhà nó ba cái. Vâng. Cháu bán hàng. À vâng. Nhà cái nhà nó cách đấy 4 cây rồi. Vâng. Chăn nuôi thêm gì không? Không, không. Ờ. Bò. Bò đấy là viên phanh.
nó vẫn còn đâu ạ. Cái này là không rất cao. Lại cao. Hả? Có gì mà cao bằng sao anh ạ? Anh làm ngày nào anh ngày đấy về làm anh cả đời. Lại cả đời. Đời con đời cháu anh chả hết. Cứ làm cho vui. Qua wow, cứ thấy máy chạy chạy lúc 2 giờ dậy bỏ quá mà chạy cả đêm này đi. Nghe ngọc chết rồi. Ngọc chết. Luôn chết. Ngọc chết. Hùng chết. Không biết mày nghỉ ngơi chứ. Đủ à. Bỏ ra gần đến 2 giờ về con sáng đi gần đi gần lộn 11 giờ về rồi. Bây giờ mày lại đi điện trên đường như Thạch à? Mày bỏ thế này à? Vâng, cháu đi Thạch rồi. Làm trực tiếp với điện lực rồi. Cháu đi gặp mẫu bên trên này chứ? Cháu chưa, cháu vẫn thường yên. Ngày cháu lắp điện trên đấy là cháu không phải dùng ly hoa nữa. À, thế à? Trên đấy khỏe hơn à? Vâng. Mà mất điện ngày nào nó báo trước một tuần. Dưới động tình nó báo béo luôn. Báo gì? Và điện yếu xíu, trước điện yếu xíu thì là...
dơm ra nó nhụt xuống hết, làm phân hết. Có ai lấy. Đấy. Không mất hột phân béo nào đâu. Được. Mà chả mất không. Còn với nhà với Hà đâu. Chứ nó bỏ đấy là không có nhà gì mà nó bỏ. Vâng. Hút lắm. Vui chân tay ngồi không ai nó mấy người có gì nó cái này cô cả người đấy còn nhà mấy cái bạn tới chút thôi. Ba nhà trông cháu à? Không, nhà tao đứng Hà Nội. À đấy ạ. À. Tao hai nhà ở Hà Nội, nhà cái nhà nó ba cái. Vâng. Cháu bán hàng. À vâng. Nhà cái nhà nó cách đấy 4 cây rồi. Vâng. Nhà có chăn nuôi thêm gì không? Không, không. À. Con bò. À, con bò đấy là liên thanh. Vâng. Lâu rồi.